Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm thêm một cái video về chia sẻ về các ban bệnh thực tế. Thì hôm nay có một khách hàng của mình có gửi một cái lỗi. Đây là cái lỗi của trên dòng xe BMW X3. X3 động cơ B47 là máy dầu ha. F25 thì nó xuất hiện những cái lỗi này nè. Wheel lag acoustic position. Thì cái này nó nói là cái vị trí của cái plate này nó không đúng. Độ lệch đó, nó bị lệch luôn so với vị trí thật, có sai số. Nó cũng đưa ra phỏng đoán là có thể là do cơ cấu cơ khí nó bị lỗi. Rồi đây là nhiệt độ khí xả của EGR, tuần hoàn khí hệ thống tuần hoàn khí xả. Còn dưới đây nó kêu là cái hệ thống cơ khí này nó bị gãy nè. Còn trên này nó kêu là cái hệ thống cơ khí nó bị lỗi khi mà adaption đó. Đó thì anh khách anh chụp hình cái lỗi này cho mình và hỏi cái lỗi này nguyên nhân là nó như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn cái cách mà khi các bạn nhìn lỗi, các bạn có cái hình dung ra trước. Thứ nhất là các bạn phải coi cái white flag này là gì, là cái gì đã nè. Các bạn phải tra trên Google trước, nó sơ 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 trước rồi để mình tra trên Google cho các bạn coi ha. Đây thì đây là cái hình ảnh của cái flap ở ngay cái intake manifold trên những cái động cơ diesel đó. Thì trong hình ảnh này thì có thể nó bị dơ quá, nó dơ thì nó bị kẹt, nó không xoay đúng vị trí đó. Hoặc là có thể là nó bị gãy gãy bể gì đó, nó không đúng vị trí đó ha. Đây rất nhiều hình ảnh luôn, nó xoay nó không đúng vị trí thì nó sẽ báo lỗi này đó. Là có thể máy chẩn đoán nó cũng mô phỏng cho chúng ta những cái lỗi mà có thể. Thì bạn nào mà sử dụng một cái máy chẩn đoán trên hãng BM á thì phần mềm nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chẩn đoán ha. Còn đây mình không sử dụng máy chẩn đoán thì mình sẽ chẩn đoán như thế nào. Đó, đầu tiên là mình phải chẩn đoán coi nó dơ không đã, nó có dơ không đã. Mình ra mình vệ sinh nó. Nếu dơ thì mình vệ sinh đi sóng, ok. Rồi mình vô mình đọc vị trí, thì anh nó cũng gửi cho mình một cái video đây. Đây anh cũng anh cũng gửi cho mình một cái video nó đọc cái vị trí của nó nè. Cái này là cái vị trí mà yêu cầu mở, còn này là vị trí mà đáp ứng, vị trí mà ECU sẽ điều khiển ra. Còn vị trí này vị trí đáp ứng của nó nè, mà nó không không đáp ứng được thì ECU nhận biết gì? Có độ lệch giữa hai cái này thì sẽ xuất hiện lỗi thôi. Đó. Đó. Ok ha. Thì bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ vệ sinh nó trước. Ok, vệ sinh nó ha. Rồi, tiếp theo. Các bạn nếu mà vệ sinh vẫn không hết, vệ sinh sau khi vệ sinh mà các bạn calibration nó không hết thì
tiếp theo là các bạn sẽ đi kiểm tra sơ đồ mạch điện của nó. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mở sơ đồ mạch điện lên. Đây là phần mềm của bên mình đã cài hoàn thiện rồi đó, thì trong này nó sẽ có phần mềm của mạch BMOD. Đó. Các bạn đợi một chút để cho phần mềm nó load lên ha. Thì giới thiệu sơ qua luôn, đây là phần mềm mà tra cứu mạch điện, quy trình thông lắp, thông số kỹ thuật của các dòng xe châu Âu, là chủ yếu là mạch BMOD. Thì tài liệu này rất là trực quan và dễ đọc. Đó, đây là một tài liệu phải nói là rất cần thiết cho những anh em thợ mà làm dòng xe châu Âu. Nếu như anh em muốn tay nghề của mình đạt một trình độ cao, trình độ bậc thầy, thì điều chắc chắn là các anh em phải đọc những cái tài liệu như thế này đây. Số VIN hồi nãy của nó là WBA W 25 10 800 F 6 2501. Rồi chọn C Operation, nó sẽ quét ra cái xe đó, chính xác cái xe đó cho các bạn. Rồi không được rồi ha. Rồi các bạn sẽ chọn Suvin và chọn thủ công ở thủ công thôi. F25 mà 25 là 20D 20D đây. Động cơ B47 bên trái. Ê, sorry. Generation là undo auto. Rồi 215 5. Rồi apply. Fail. Rồi nó ra được xe rồi ha. Nó quét ra được xe. Bây giờ mình sẽ vô mình coi cái hệ thống Swisslab nó được điều khiển như thế nào nè. Đây. Đây, đó đây. Đó đây các bạn ha. Đây. Đây mình sẽ show cho các bạn coi Flash nó ở trong cái cổ hút của nó như thế nào nè ha. Vân sensor. Zoom in. Đó là hai vị trí của hai cái này nè, đây. Ok ha. Rồi mình sẽ đọc cái function decryption của nó. Function decryption của nó nè. Đây là cái flap intake được điều chỉnh bằng điện ha. Điều khiển hai cái lá gió này ở bên trong cái cổng này nè. Rồi nó có khoảng hoạt động. Nó được điều khiển bởi những chu kỳ khác nhau. Không khí sẽ đi qua những cái port này, đóng và mở để cho nó điều tiết cái lượng không khí đi vô trong á. Nói sơ sơ vậy ha. Thì các bạn nào mà có phần mềm thì các bạn mở ra các bạn coi cái function direction của nó. À, để mình coi sơ sơ nó giống như là một cái bướm ga vậy á. Đó là cái bướm ga. Đó là điều khiển ở đây nè. Điều khiển đây. Ở trong là cái motor. Rồi đây là vị trí. Cái này còn cầm pin horn. Rồi mặt điều khiển.
Single 1, single 2. Rồi nguồn. Đó. Còn cái này là kim phun với bùi xong rồi, nó sơ sơ vậy thôi. Rồi. Rồi hệ thống nó là mạch điện tử của nó như như đây, 1 2 3 4 5 dây, trên này trên 5V xuống cấp nguồn cho cảm biến. Rồi mình sẽ coi sơ đồ chân, ví dụ như mình muốn coi cái chân jack này nè. Rồi đây jack jack 5 chân nè ha. Mình sẽ coi chức năng của các chân nè, 6 chân, 7 chân, 15, 14. Rồi jack A46, A460 sao 3B. Rồi chức năng của các chân này ha. Rồi các bạn chọn cái tab là pin assignment, chọn xuống cái jack là A4603B. Rồi chân 6 chân 7. Chân 6 7 là chân điều khiển motor nè. Giờ chân 14 15. 14 15 là chân gì? Một chân ground, một chân signal và một chân nguồn là chân 16. Ok, vậy ha. Thì các bạn một chân nguồn nguồn nè, một chân rao, thì các bạn đo tín hiệu output từ cái này. Đó, có output không? Ok. Rồi lúc mà bạn active cái cánh gió này nè, thì có nguồn điện ra hai chân này không? Đó, rồi các bạn cứ hướng các bạn chuẩn đoán là như vậy. Kiểm tra hết. Nếu như mà các bạn calibration không được thì các bạn mới kiểm tra như vậy nha. Rồi ok, thì cái ban nó nhiêu đó thôi. Thì thông qua cái ban này mình sẽ đúc kết lại là cái xe này nó sẽ có flap này ha. Và cái triệu chứng của nó là như vậy, và cách điều khiển của nó là giống như một cái búng ga thôi. Rồi mình sẽ kết thúc cái video này ở đây, và mình sẽ làm những cái clip nhỏ 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 để show cho các bạn những cái lỗi thực tế và cách mà mình tra tài liệu cũng như là chẩn đoán một chiếc xe sao cho nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất, thì để trở thành một kỹ thuật viên chẩn đoán mà chuyên nghiệp á, thì các bạn nên đọc nhiều tài liệu ha, và va chạm nhiều cái ban thực tế như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn luôn, nhất là những cái bạn mới ra trường á đó. Ok, thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. À, và các bạn nào mà muốn cài tài liệu của Mac BM Audi hoặc là những cái dòng xe châu Á, Hyundai Kia rồi Porsche rồi Land Rover, Toyota Kia, Hyundai rồi Lexus ha, thì liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là email. Rồi mình sẽ cài và hướng dẫn cho các bạn sử dụng, và đồng thời hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn làm nghề nữa. Ok ha. Thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác.